biết hai tầng nữa kìa. Ở đây rớ vô là chục tỷ, hai ba chục tỷ không nha bà con. Nhiều khi người ta mua người ta đầu tư mà, người ta cho thuê, cho mấy nước ngoài á, người ta thuê. Ta tới đây ta làm việc ta thuê. Khu này là khu đất vàng luôn á. Bây giờ mà nhà nước muốn làm mà giải tỏa khu này mà để lấy đất làm mấy công trình công cộng là cả một vấn đề vậy bà con, tiền nhiều lắm. Ca Băng ở đây là ngân hàng này, ngân hàng Thái Lan nè. Cây Băng đó, ngân hàng Thái Lan. Ngân hàng này thấy lạ quá, nhưng mà nó là một cái ngân hàng cũng có tiếng ở Thái Lan đó. Còn bên tay phải 30 đô, đây là khu nhà trắng nè, nhà trắng ở Sài Gòn nè. Để làm được cái con đường này nè, để làm được cái cây cầu này là coi như là chính quyền thành phố là coi như là phải chặt hết hàng loạt cái cây xanh ở trên con đường này nha bà con. Con đường này hồi xưa trước năm 75 là đại lộ Cường Để, có một cái hàng cây đẹp lắm, sau này là mang tên là đường Tôn Đức Thắng. 30 đô, ví dụ bà con có bác cái con đường này vào buổi trưa nắng gắt hay là gì đó, bà con ở Bắc sẽ không bao giờ thấy nắng. Nó dày, những cái cây thụ nó to cao mà nó dày vậy đó. Ở đây có cái Đại Chủng Viện Thánh Du Sê Sài Gòn. Ở đây hồi xưa có nhà của Thống tướng Lê Văn Tị đây. Trung tâm mục vụ này hồi xưa là trung tâm tài chính gì, trường tài chính kế toán 4 đó bà con. Rồi ở đây là ngã tư đường gì đây, đường đường Lê Duẩn nè. Đây là thành Cộng Hòa năm xưa nè bà con. Xin thưa bà con, mắt đây là thành Cộng Hòa. Nơi đây có Đại học Văn khoa nè, Khoa Dược nè. Hồi đó đây có trường Nông Lâm Súc nè bà con. Rồi đài truyền hình ở đây nè. Ô, chiến dịch mùa hè xanh nữa. À, chiến dịch mùa hè xanh. Bây giờ như là đang vô mùa chiến dịch mùa hè xanh á. Hàng năm á là bên đoàn thanh niên á bà con, có tổ chức mấy cái chương trình này rất là hay luôn bà con. À, tất cả các trường học nè, tất cả các đoàn trường ở phường địa phương góp công góp sức đi xây dựng quê hương. Ba mày còn thấy cái chương trình này hay lắm, chắc tạo cho các em có một cái sân chơi mà tạo cho các em có một cái cơ hội để cống hiến cho quê hương đất nước. Nó gọi là chiến dịch mùa hè xanh. À, nghe nói là coi như là mỗi một cái nơi, mỗi một cái chiến dịch như vậy á, là đóng góp sức người, sức của cũng nhiều. À, không có sức của nha, cái này là được đóng góp sức người. À, đây là một cái chương trình mà coi như là gây tiếng vang lớn lắm của đoàn thanh niên. Con đường chúng ta đang đi là con đường Đinh Tiên Hoàng. Thường á, ba mày còn nhớ là về cái chiến dịch mùa hè xanh này á, thì nó có hai cái bài hát gắn liền mà thường hay hát lắm. Bây giờ là nếu mà mở bà con bác mở tivi lên, bà con bác sẽ nghe ra rã luôn. À, đây là nói chung là chiến dịch mùa hè xanh này là chiến dịch thanh niên tình nguyện đó. À, lên đường để đóng góp sức người, để đóng góp sức của mình để xây dựng quê hương. Cho nên thường cái bài hát mà bài ca thanh niên tình nguyện đó là thường hay hát nhiều nhất trong những cái buổi chiều tối này, sau khi mà ban ngày thì mình đi giúp dân, rồi ban đêm là tổ chức những buổi văn nghệ, rồi những địa phương thì sẽ chăm sóc những đứa bé, những đứa trẻ. À, rồi nếu mà lên vùng cao thì giúp những cái người dân đồng bào dạy cái câu chữ, xóa mù, xóa mù chữ nè, xây nhà nè, đắp đê nè, đắp đê ngăn lũ nè, đó, nó nhiều lắm, nhiều chương trình lắm.
Mà ba mày còn nói hả, là cái tuổi trẻ thế hệ bây giờ ai cũng muốn làm đó bà con, họ đi hăng say lắm. Ở đây là Thúy 94 nè, ở đây là chả giò cua biển nè. Trời ơi, bà con có bắt ăn ở đây chưa? Một phần ăn hình như ba mày còn nhớ đó, ba mày còn ăn là 210 ngàn hay nhiêu á. À, muốn ăn không? Cho mẹ vô ăn. Miếng miếng sầu cua. Ngon lắm. Cái quán Thúy này nè, đó, bà chủ á. Bà này hồi xưa là bà gốc trên đây nè. À, 94 này nè. Sau đó bà bị lấy lại mặt bằng, cái bà cái gì về đó. Rồi chúng ta đi chạy hồi cái lên tới Đa Cao rồi nè. Mẹ muốn ăn chè không? Hả? Không ăn hả? Không ăn thì thôi. Rồi Mỹ Mỹ vị mì da nè, bà này là sau cái mùa dịch cái ba mươi còn thấy cái tiệm này đóng cửa luôn. Đang ở bên Mỹ rồi con. Cái mùa dịch kẹt lại bên Mỹ á. Rồi. Rồi chúng ta đi tới đây đã Đa Cao rồi. Chợ Đa Cao là ở đây nè. Đó, đường này đường Trương Hán Siêu. À, chợ Đa. À, ô kem hồi hồi xưa bà con có bác có quán cái nhãn này, tự nhiên ba mươi còn nhớ ở trên khu Đa Cao chỗ con đường Đinh Tiên Hoàng hồi nãy bà con có một cái tiệm mì cây nhãn. À, sau này cái giờ về bên Điện Biên Phủ. À, không biết bà con có bác nào có ăn mì cây nhãn đó chưa nè, ngay chỗ đối diện qua cái trường mà Đa Cao á, trường tiểu học Đa Cao, bây giờ là trường gì ta, Đinh Tiên Hoàng á. À, đây là chợ nè, hồi xưa ở đây có cái phủ Tây Hồ ở đây nè. Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện, chúng ta đến vùng sâu nơi xa mọi miền, tuổi trẻ có thanh niên đầy nhiệt huyết châm tiếp bằng ta, hòa mình vào mùa hè sang. À, cho hết người hàng chợ Đa Cao. Trời ơi, ngon lắm à. Với cơm. Nè, cháo trắng rồi bỏ ớt kho vô. Hồi xưa bên cái Gogi á bà con là cái tiệm ăn á, cái quán ăn á ba mươi rồi đó, ăn quán này rồi nè. Nó giống như cái tiệm cơm bình dân á, nhưng mà nó bán cũng hơi mắc mà ngon lắm. Tiệm dịch quay Thanh Xuân này xưa không phải nằm đó đâu, mà nằm bên cái chỗ Quỳnh Ký này bà con. À, cái Quỳnh Ký này hồi xưa là Thanh Xuân đó, giờ thành Quỳnh Ký ôm hết luôn rồi. Mấy cái tiệm này là mấy cái tiệm lâu đời không đó nha bà con. Ở đường này đường Trần Quang Khải nè. Ồ, đi sao hồi lên tới Đa Cao luôn rồi, thôi giờ để quay về. Rồi, để quay về. Giờ mình qua cái con đường Võ Thị Sáu nha. Hồi xưa là đường Hiền Dương á. Đây đây có rạp casino Đa Cao nè. Hồi xưa là tiệm vàng Hiển Khánh ở đây nè. Rồi Phở Tùng ở đây nè. Bên kia là xưa có bà bán cháo lòng nè. Buổi chiều chiều. Ở đây là hồi xưa bà con có bác còn nhớ không? Đây đây là hồi xưa là bệnh viện cảnh sát quốc gia nè, nhiều nhất. Rồi con đường này là đường Võ Thị Sáu, hồi xưa là đường Hiền Vương. Đây đây hồi xưa là có cái bãi ha. Xin thưa bà con bác, bên đây hồi xưa là đích thánh nè. Hồi xưa nơi đây là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi này người ta hồi xưa ta còn gọi là Đức Thánh Tây. À. Đó, nó đây đây hồi xưa là Đức Thánh Tây nè. Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi này là số 1 nha bà con. Những người mà cao cấp lắm á mới được vô đây. Đối diện qua bên đây nè, bên tay phải mà mấy gò đây hồi xưa ta gọi là Đức Thánh Trà. À, có mấy người trà đó. Rồi. Giờ là hạt công viên Lê Văn Tám rồi. Đây đây cũng thường hay tổ chức mấy cái buổi hội chợ nè.
Người đồng bằng phương Nam ta đắp đê ngăn chân lũ tràn, dạy đàn em học hành dựng căn nhà cho người neo đơn. Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng. Ta đi lên vùng cao giúp đồng bào trồng cây gây rừng. Áo xanh thắm đoàn ta thanh niên tình nguyện. Những mong ước nào phải chúng ta thực hiện. Đời thường có thanh niên đầy nhiệt sung. Lúc này ba mày còn quên rồi. Đời thường có thanh niên đầy nhiệt huyết, đầy nhịp sống, hay là đầy sức sống cái gì đó trong tim bạn cùng ta hát vang bài ca lên đường. Đây là ngã tư đường Hai Bà Trưng nè, Hai Bà Trưng với lại đường Hiền Vương năm xưa. Thưa bà con bác, ở đây hồi xưa có con hẻm nè. Hẻm này là trường La Sang Đức Minh à, trường La Sang Đức Minh cơ sở. Bây giờ đó là trường Nhắn Bộ rồi ha, học viện Nhắn Bộ. Đây, Võ Hương Bình thì cũng lâu đời nè. Đó, hồi xưa là trường La Sang Đức Minh trong đó đó bà con. Mấy cái sư huynh La Sang hồi xưa mở trường nhiều lắm. Bây giờ con đường này để mình đi vô là trung tâm nè. Con đường này là con đường ba Sài Gòn không thấy tên, đợi chút xíu đi, trời ơi xe kìa. Bác thấy xe nó xuống cả này làm sao mà ba Sài Gòn qua đường đây. Lên trên là nó không xuống được. Đường một chiều, khu này đường một chiều nhiều. Mình mới vô đường này, mình mới vô trung tâm được. Thì xin thưa bà con bác, ba Sài Gòn nhớ tới đâu rồi ba Sài Gòn kể chuyện tới đó. Cái trường La Sang Đức Minh này á, sau năm 75, hình như ba mấy còn nhớ không lầm là năm 1976 là hết rồi. Hình như là nó vẫn còn trường nhưng mà nó đổi lại một cái tên trường gì á, ba mấy còn không nhớ. Đó. Nhưng mà trước năm 75 là trường La Sang Đức Minh, nhưng mà tới năm 76 là hết, đổi lại tên khác. Và sau này trở thành cái trường học viện cán bộ đó, cơ sở 2. Trường hình như là trường La Sang Đức Minh này cũng lâu đời lắm đó nha bà con. Ba mày còn nhớ không lầm là phải trước năm 75 đâu. Trường thành lập vào năm 1923 nha, là thành lập trường La Sang Đức Minh cho đến năm 1976. Ba mày còn nhớ là vậy, là mang tên là trường La Sang Đức Minh đó. Không biết ba mày còn nó có chật chỗ nào không, bà con cô bác nào thấy ba mày còn có nói sai sửa lại giúp. Nhất là có các cô chú anh chị và các bạn nào đã từng học trường La Sang, nếu mà mang tên mà La Sang Đức Minh là phải trước năm 76, tại vì sau năm 76 là đổi tên rồi. Bữa nào có dịp ba mày còn dẫn bà con của bác đi lại cái hệ thống trường La Sang ha. Hình như ba mày còn có làm một cái phim video về cái hệ thống trường La Sang, biết có các cô chú anh chị và các bạn nào coi chưa ha. Chạy một vòng luôn á, chở bà con bác đi coi lại mấy cái trường trong hệ thống trường La Sang năm xưa. Ba mày gò đố bà con bác biết được cái trường La Sang Chánh Hưng nó nằm đâu nè. Bà con bác nói được, ba mày gò khen bà con bác hay. Ba mày gò sẽ tặng bà con bác bữa nào đi về trường đó luôn. Rồi chúng ta đang đi trên con đường này là con đường Phạm Ngọc Thạch. Phạm Ngọc Thạch này hồi đó nó là đường Duy Tân à, con đường Duy Tân cây dài bóng mát, nó nằm trong một cái bài thơ hay là một cái bài ca nhạc nào đó bà con, tự nhiên ba mày quên rồi, của ông nhạc sĩ nào cũng nổi tiếng lắm. Các cô chú có biết cái bài đó không, có bác nào có biết bà con cô bác nhắc giúp ba mày rồi á. À, con đường Duy Tân á, cây dài bóng mát á, là nói về cái con đường này nè. Nơi đây là hồi xưa là sinh viên học sinh nhiều lắm, biểu tình cũng nhiều luôn. À, khu này nè, đó luật khoa đại học đường hồi xưa ở đây nè. Bên tay trái ba mày gọi đây là báo khăn quàng đỏ nè.
Cái ngôi nhà này là hồi xưa là của kiến trúc sư Nguyễn Văn Thoa nè bà con. Đó, ngôi nhà này nè. Và cái kế bên của nhà của kiến trúc sư Nguyễn Văn Thoa là cái khu bên đây là khu biệt thự của cái ông mà nổi tiếng gì mà con bác cái gì mà về thuốc đỏ trụ sinh đó bà con. Ba mươi gồ quên rồi. Bà con có bác nào có biết thì nhắc giúp ba mươi gồ nhé. Rồi đây là hồ con rùa. Bên đây đây là Viện Đại học Sài Gòn nè. Viện Đại học Sài Gòn này sau năm 75 là trở thành nhà máy. Quán bia nè. Quán hồi đó bán cà phê. Chắc có lẽ không có lời. Giờ chuyển qua DJ nè, nhạc là YOLO. YOLO. YOLO hay YOLO. Sống theo cái phong cách mà đời là chỉ sống có được một lần đó bà con, chơi hết mình, quậy hết cỡ. À, nhà văn hóa thanh niên nè. À, cái căn biệt thự này hồi xưa là của cái ông hãng bông băng Bạch Tuyết đó bà con. À, giờ là phân viện khoa học công nghệ nè, giao thông vận tải. À, đây đây là cái ông mà chủ mà hãng bông Bạch Tuyết đó bà con, có biết bông Bạch Tuyết trước năm 75 không? À, bông gòn á. Còn đây căn biệt thự này là của vợ chồng bà Hương Thi nè. À, sau này có thời gian á, sau này làm tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn đó bà con, ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Còn cái thành đoàn này nè, đây là thành đoàn nè bà con. À, đây thành đoàn nãy ba mươi rồi mà có nói á, đây thành đoàn là trụ sở của thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh là ở đây. À, đây đây trước năm 75 là cái gì bà con cô bác ai có biết thì xin chỉ giúp ba mươi rồi chứ. Như là liên quan đâu ở đây là liên quan với đại sứ quán Mỹ trước năm 75 ở đây nè. Mà mình còn nhớ là vậy mà không biết đúng không. Còn đây là Diamond Plaza là một cái mall xịn sò nhất đầu thập niên 2000. À, đầu thập niên 2000 là nó là xịn sò nhất luôn đó bà con. Gắn liền với thương hiệu là coi như là vô đây là mua hàng hiệu không á. Nhưng mà bây giờ là hết hết nổi rồi. Sau hai mươi mấy năm thì bây giờ là nhường lại sân chơi cho mấy cái chỗ khác rồi. Kể cả quy mô nhưng mà bên trong nó vẫn đang bán hàng hiệu nha bà con. À, rồi đây là nhà thờ Đức Bà, đây nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. À, các bạn trẻ sinh viên, à, không biết sinh viên hay không nhưng mà các bạn trẻ ra đây ngồi. Thích thì ra thôi. À, bây giờ có bãi giữ xe nè, đậu xe được rồi nè. Muốn thì để tuần sau bà dẫn đi. Mới bữa là đó nó ngồi bên chỗ mà chân Đức Bà nè, à, chân Đức Mẹ. Ô, Sài Gòn mày sao vắng dữ hen, chủ nhật mà vắng quá bà con. Mình thường chạy con đường này nó đông lắm nha, giờ chạy sao thấy vắng quá, đi du lịch hết rồi. Dân Việt Nam bây giờ giàu lắm rồi đó, đi du lịch nước ngoài không. Còn Ba Mày Gồ thì vẫn trung thành với cái suy nghĩ là đi du lịch trong nước để giúp cho người dân mình có sinh kế đó, mình làm giàu đi trong nước thôi. Trong nước mình đi chưa hết thì mình cần chi đi nước ngoài, khi nào ba mày còn đi hết trong nước thì là ba mày còn ra nước ngoài. Nói vậy thôi chứ bà con nói cho nó cảnh cảnh vậy đó, cho nên bà con bác đi trong nước chứ đi nước ngoài mắc lắm, tiền đâu đi. Với lại đi ra nước ngoài á, phải xin xin visa này nọ nữa, rồi liệu chừng người ta có cho đi không. Cái xe này nè, nó đây rồi, chạy đi đó. Cái cửa người ta ra khách ra cái người ta không có đóng xác đó bà con, cho nên
đó. À, đổ xuống nữa. À. À, khách mở cửa hả? Làm ba ba mày còn không biết, cái ba mày còn đóng cửa vô luôn, cái chắc ông trong đó ông giật mình. Mà đậu khách, mà đổ khách vô đó là cũng bậy á, chỗ đó ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ đi đổ khách. Rồi, đây là nhà hát thành phố nè. Xin thưa bà con bác, đây là khách sạn Caravel nè. À, khách sạn Caravel này là của kiến trúc sư Nguyễn Văn Hoa à, thiết kế này bà con. Nhưng mà thực chất á, cái khúc mà thiết kế khách sạn Caravel này á, là không phải là giao cho kiến trúc sư Nguyễn Văn Hoa đâu nha bà con. À, là ba mày còn nhớ lúc đó là cái ông người Pháp á, cái ông kiến trúc sư người Pháp nổi tiếng lắm. Ông đó là thầy của kiến trúc sư Nguyễn Văn Hoa. À, sau đó cái ông đi về Pháp à, thì đó ổng mới giao lại cho học trò của mình là ông kiến trúc sư Nguyễn Văn Hoa làm tiếp. Nơi đây hồi xưa có nhiều cái nhà may lắm. Catinat, quán cà phê Catinat kìa bà con. Có chứ. Ừ. Trời ơi, mấy căn chung cư ở đây mà ở là tiền không nha bà con. Cha mẹ mà không cần để tiền lại cho con cái đâu, để căn nhà giống vậy thôi, nó cho thuê không, nó sống cả đời. Bà con cô bác có biết một cái căn nhà ở ngay phố mà vừa đồng khởi này là bà con cô bác biết là rớ vô là tiền không không? À, bà con cô bác còn nhớ không? Hồi xưa đây có hồ tắm Katina nè, ngay đây luôn nè bà con. Có hồ tắm Katina ở đây nè. Có cái phòng trà hay là cái hộp đêm ở đây nè. Rồi ngay đây nè. Cái chỗ mà 4947 nè, hồi xưa nè, cái chỗ này là hồi xưa là cái nhà may nè. Tên gì mà tôi quên bà tên nè. Cuộc đời vậy ha, lúc cuối tuần cái hai vợ chồng đi dạo phố quay phim cho bà con cô bác coi. À, ba mày gò đâu cần phải có nhiều tiền để làm gì bà con. À, đi dạo phố này đâu có cần nhiều tiền đâu bà con, đổ xăng chút xíu chạy một vòng. Ở đời này ai mong có tiền nhiều chứ ba mày gò không cần tiền nhiều, cảm thấy cuộc sống vậy là đủ rồi. À, làm sao để mình có sức khỏe thôi. À, có đủ tiền để mình đổ xăng để hàng ngày chở bà con của bác đi chơi đi dạo. À, nói chuyện trên trời dưới đất. Vậy là thú rồi bà con, sáng ra được uống được một ly cà phê là hạnh phúc rồi. Còn nếu mà nghèo quá không có tiền mua cà phê uống thì uống ly trà cũng được. Đôi lúc tiền nhiều cũng mệt lắm, nhưng mà nghèo nghèo cũng khổ. Đó, bà con cô bác đồng ý với ba mày cầu à, sống vậy là cuộc sống vậy là sướng rồi, làm được những gì mình thích. Con đường này lúc nào nó cũng đông quá trời đông. Rồi video nó cũng đã dài rồi. À, ngày mai là thứ hai phải không? Thứ hai nếu mà được cái ba mày cầu thu xếp lên Gò Vấp nha bà con ha. À, có hai bác muốn nhờ ba mày gồ rồi, thứ hai hoặc là thứ ba ha. À, hai bác nhờ ba mày gồ là quay cái khu Ten City ở ba Chú Ý, với lại một bác nhờ ba mày gồ quay cái con đường Quỳnh Phương An gì đó. Rồi ở đây hồi xưa là tổng nha văn thuế rồi con. Rồi ba mày gồ xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn, xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau.
Bye bye.